xin chào tất cả các bạn. Thì mình đang chuẩn bị đi ra ngoài ruộng các bạn. Mình đi bắt cá với lại cha mình, đi kéo cá lồng tông ngoài ruộng á. Giờ mình chuẩn bị đi, các bạn hãy theo chân mình nha. Đây các bạn ơi, mình đã đi ra tới ngoài ruộng rồi đây. Phía bên này các bạn, lúa sắp chín rồi nè. Đây các bạn nhìn thấy không? Phía bên này là gãy gãy dưa của chú mình các bạn. Gãy dưa của chú mình. Phía trên kia mới là gãy của nhà mình. Xa xa các bạn thấy cái chòi không? Đó là phía trên gãy nhà mình đó. Chòi phía trước của mình á, cha mình nó làm mấy gãy này để trồng dưa leo nè các bạn. Để hồi mình sẽ đi tới gần cho các bạn xem rõ hơn nha. Đây và cuối cùng cũng đã tới rồi đây. Đây là vàng của cha mình nè các bạn. Lúc nào cha mình đi ruộng hay đi vườn vậy cũng đi theo hết trơn nè. Xíu bị mất tắm kìa. Ôi chí thiền, nhà mình nó vô nước quá, giờ cha mình phải tát ra nè các bạn ơi, đặng hồi mình có thể leo lên. Đây giờ cha mình phải kéo lưới ra các bạn, kéo lưới ra đây chặn cái phía đằng mương này nè, lại đặng hồi cá mình kéo từ đằng xa lại đặng nó vô. Thôi giờ cha mình đã đi xuống ao các bạn. Đây là dưa leo của cha mình mới gieo được mấy ngày các bạn, giờ được 4-5 lá gì rồi. Khi nào mà có trái thì mình sẽ leo xuống cái xuồng đó, mình đi hái dưa leo cho mấy bạn xem nha. Đây cho các bạn nhìn kỹ đây cái gãy nhà mình nè. Bây giờ cha mình đang kéo cá lại những cái lưới đằng khúc ra đằng này nè các bạn. Tại vì cái mương nhà mình á là chỗ nào nó không có bến. Nó không có bến dừng lại nên là phải để như vậy thôi, là cho cá nó đừng có ra. Các bạn hồi lùa tới đó thì cá bao nhiêu nó sẽ dồn vô cái đú đó hết trơn luôn. Cái đó gọi là cái đú các bạn. Bây giờ cha mình đang kéo cá, mình đứng trên bờ mình cầm cái thùng để chờ cha bắt được cá rồi đổ vô sơn nha các bạn. Không có cá nhiều hết cha. Nước này đầy quá hay sao? Ở ngoài này các bạn có nghe tiếng máy chạy không? Tiếng này á, là phía xa xa người ta chạy chiếc trở lại để người ta chở gạo đất sét các bạn đem vô bán á. Nên là người ta chạy máy rất là ồn luôn. Cha mình đã kéo cái lưới lại tới bờ các bạn, cái bến này chứ. Giờ đợi cha mình tấn ém lại đừng cho cá nó bơi ra, rồi xong á cá nó sẽ chui vô cái ống này nè bạn. Mình không biết, mình quên gọi là ống gì rồi đó. Hồi cá vô đó mình sẽ dở lên. Đây giờ cha mình đang chút cái lưới lên cho nó cao lắm các bạn, cho cá nó dồn về phía cái đáy á, để hồi mình chút cá ra cho nó dễ. Không có con nào hết trơn cha. Không, ít xịu. Cá này kéo trễ quá hay ha ha. Không có. Đây đầu tiên không có cá. Có mấy con cá lồng tông à. Đổ vô xô luôn đi cha. Hãy
cái bể chậu nữa cha. Đây giờ cha mình sẽ kéo tiếp cái mương thứ hai các bạn. Bây giờ mình xử xuống cái xô này mình bơi đi lại làm sao nữa rồi. Xuồng thất bại các bạn ơi, cái xuồng này nó nhỏ nó lắc quá à. Này cái thùng mũ các bạn, cái nhỏ nó lắc quá, mình bước xuống cái nó lắc mà mình sợ té không á. Bộ cho chắc. Có nhiều không cha? Ok, cái này đợt này coi chừng nhiều hơn cái hồi nãy á. Cái này chừng nhiều hơn cái hồi nãy luôn. Trời, cái xuồng này có cá nhiều hơn rồi nè. Đủ cá khô. Cá lồng cong với cá rô nhỏ nhỏ luôn. Trên đây luôn hả? Ồ. Cà phê à. Cuối cùng nha, nãy giờ bắt nhiều quá trời mà. Ồ, lộng kéo nhiều mương quá trời mà không có cá nhiều đó. Giờ đợi cha tôi kéo cái đúng rồi lên nữa là về. Cha có một con cá rất nhỏ đó trời. Thôi cô bộ cái đợt này nhiều hơn cái mấy lần trước luôn trời. Quá trời luôn kìa, ôi quá trời luôn kìa, để nó cái xô này con chút nó vô rồi, chút mấy em này vô thôi, ngồi đem về cho em ấy vô nồi. Con để đắp thấp gì cho để được không nè, đổ ra. Cái mẻ cuối cùng là cái mẻ nhiều cá nhất thôi. Nãy giờ bắt mấy mương mà được nhiêu đây nè, giờ đem về cho mẹ mừng nha. Kéo xong rồi. Ôi là la, nay em đi câu cá về cho má một canh chùa. Ô kìa con cua mà đừng la lớn nó chui xuống hàng. Cuối cùng của mình đã về tới gần phía nhà các bạn. Hôm nay cha với mình kéo cũng khá là bộn cá các bạn.
này là công sức của cha mình thôi. Bây giờ để tới nơi nực mệt quá bạn, đi đường hơi là xa. Và cái video chủ yếu ngày hôm nay là mình muốn quay lại cái cảnh cha mình thường ngày làm ở ngoài rẫy với lại bắt cá như thế nào. Thường ngày mình ăn cơm với cái gì các bạn, thường ngày là mình ăn cơm với cá. Rồi mình xin kết thúc video tại đây luôn nha. Các bạn nào thấy yêu thích kênh mình thì nhấn like và share nha. Hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ mình với các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.